chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, rất vui được gặp lại quý vị các bạn. Ngày hôm nay Cát Tường và Quỳ Linh cố gắng để làm hoàn thành sứ mệnh của mình là kết nối được hai cặp đôi họ đồng ý hẹn hò với nhau. Còn điều gì đến nó sẽ đến quý vị nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay. Xin mời Hạ Mạn. Ngoại hình thì cao khoảng 1m70, mặt chữ Điền. Bên đó mặt chữ gì? Mặt chữ U. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Dạ. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, xin mời bạn nữ chia sẻ về tên tuổi, nghề nghiệp của mình hiện nay ở đâu. Dạ, em tên là Nguyễn Phương Dung ạ. Năm nay em 27 tuổi. Em làm nhân viên kế toán ở Bình Thạnh ạ. Em người Nghệ An ạ. Dạ, em vào đây lâu chưa? Dạ, em vào được gần 5 năm rồi chị. Rồi, bạn nam xin mời bạn giới thiệu. Em tên Tấn Đạt ạ. Năm nay em 28 tuổi. Gốc của em là Quảng Ngãi. Thì em chuyển vô thành phố sống là cũng mười mấy năm rồi. Cũng khu vực miền Trung ha. Dạ. Giới thiệu một chút xíu về năng lực của mình, điểm mạnh và điểm yếu của bạn. Về ưu điểm của em thì mạnh mẽ, tự tin trong giao tiếp. Cũng chính vì mạnh mẽ quá cho nên rất là khó kiếm người yêu ạ. Và con trai thì cần sự dịu dàng. Nó chị thấy em rất dịu dàng mà. Dạ, lên trên này vậy chị ơi, ngoài không có dịu dàng đâu. Dạ. Còn điểm yếu của em là gì? Chắc có lẽ là dễ tin người. Đó giờ có bị ai lừa chưa? Dạ rồi chị, em bị lừa mấy vụ về tiền đấy chị. Ồ vậy hả? Dạ. Sao sao rồi, kể vụ nào lừa lớn thì sao mà người ta nói sao người ta dụ được em? Tết năm trước ấy, em về thế là bạn bảo là cho anh mượn cái xe. Em cũng thật lắm, em đưa cả vẹt xe với là bảo hiểm. Em bảo cho thôi cầm đi cho chắc, lượng mấy công an tít vào. Đúng rồi. Hết xong đến lúc người ta cầm xe em luôn chị. Xong lúc em cho bán mượn tiền, bây giờ bán xu luôn. Rồi thôi nha, em mất đừng để bị lừa nữa nha. Dạ. Nói đồng tiền là khúc ruột. Muốn nói gì cũng nói cũng được, muốn làm gì cũng được, mà được tiền là không bao giờ tuyệt đối đưa ra. Nhớ nha, bài học xương máu đó chị cũng bị hoài á. Bắt tay cái này. Dạ. Dạ. Tin thì tùy theo cảm xúc, còn tiền là tuyệt đối là không bao giờ được rí ra nhiều một đồng. Rồi. Nhớ nha. Bên bạn gái đó chia sẻ về bạn trai. À, mình có ý định gì mượn tiền bên này không? Cũng có chị. Hả? Bài. Có đi ta còn nợ tình chứ. Dạ. Mình đã trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 3 mối tình ạ. Và lúc em còn đang học đại học. Bao nhiêu năm? Dạ 7 năm ạ. Tại sao chia tay? Dạ cuối cùng là tính tình không hợp ạ. Quen ta đã rồi nó tính tình không hợp. Dạ đó là bên gái nói mà em đâu nói đâu. Bạn gái nói hả? Dạ vâng. Mình phải rút ra kinh nghiệm sau 3 mối tình đó. Dạ đầu tiên có lẽ là tính cách là khó tính. Dạ, em thấy dễ thương vậy ha, thấy hiền lành gì mà khó tính hả? Không phải khó tính gì nhưng mà nhiều khi nó nóng tính á, nhiều lúc không quan tâm đến người ta. Không quan tâm đến người ta cái này là nặng nữa. Mình quen người ta mình phải dễ tính chút xíu, mình phải quan tâm người ta nhiều chút xíu mới là tình yêu chứ. Đúng dạ, không? Cái này là rút kinh nghiệm nha. Dạ. Mối tình tiếp theo là không được vậy ha. Dạ vâng. Bạn gái thì sao? Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình rồi ạ. Chia tay bao lâu? Em chưa tới được 4 năm rồi chị. Tại sao 4 năm này không quen được ai? Dạ chị ơi, cũng có quen nhưng mà toàn là những người có gia đình rồi chị. Toàn nói xảo chị. Lúc đầu gặp thì bảo là anh chưa có gia đình. Đến khi một thời gian sau mới lòi ra. Mới lòi ra là anh có gia đình rồi nhưng mà anh với vợ anh không được hạnh phúc. Sắp ly dị. Nhưng em quen lắm em ơi. Em nghe hoài à. Xong em bảo chứ thôi em không thích làm người thứ ba. Còn quen mấy bạn con trai mới lớn thì bảo là anh chưa có người yêu. Đến khi tìm hiểu ra bảo anh có người yêu rồi nhưng mà anh với người yêu đang trục trặc. Hồi em chán quá, 4 năm qua em cứ vậy. Trời ơi, ghê không? Con trai bây giờ ghê lắm chị. Ở vậy đừng nghe lời anh Linh luôn. Tiền không đưa mà tình cũng không được đưa. Đúng. Giờ bạn ghê muốn quá. tìm một người bạn trai như thế nào? À, ngoại hình thì cao khoảng 1m70, cao hơn em. Mặt chữ Điền. Bên đó mặt chữ gì? Mặt chữ U. Mình muốn tìm người phụ nữ thế nào em? Sở thích của em á là về một người phụ nữ á là chín chắn. Sao gọi là sở thích trời? Hiền. Chị Cát Tường là tính tình hiền lành chút, rồi nói chung là biết xử sự trong gia đình với người lớn. Cái này anh nghĩ cũng dễ, không có khó đâu. Dạ. Còn cái gì nữa không? Con trai thì tất nhiên phải thích con gái là có dáng người. Dáng người sao? Dáng người chuẩn chị. Chuẩn hơn chị đó. Chuẩn hơn chị tức là chị Tường chưa chuẩn đâu. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, thấy chưa? Bà Hòa giờ đó. Tới kìa. Kiếm chuẩn hơn tôi hả? Dạ vâng. Cao nhiêu? Dạ 1m7 ạ. Này ăn gian nè, đâu mà 1m7 mà lùm tè, đứng lên coi. 1m7. Xích lại đây. Cao hơn tôi nhiêu? Một xíu rồi 1m7, ai đo? Dạ máy đo. Đâu đo 1m7? Máy đo. Máy nào? Tự tin của anh lo, ngồi xuống đây. Dạ vâng. Đừng có lo. Mày đạp, làm như đẹp lắm vậy. Dạ không đẹp. Không đẹp nhưng mà dễ thương vậy. Ai nói dễ thương?
Anh Quyền Linh nói. Trời ơi, tin nữa, cái tóc ai design cái kiểu tóc gì kỳ cục vậy? Vuốt lên. Để nó vuốt lên cho nó hói. Kỳ cục vậy? Cái này hói là... thì mình chịu hói, tự nhiên chạy xuống mấy cộng. Gì đâu sợ. Hớt lên đi, nghiêng qua một bên đi. Dạ vâng, được chưa? À, hỏi mọi người có phải vậy đẹp hơn không? Ác gì, tôi là tôi nâng đỡ mấy người không, cái tôi dìm hàng nào mà nói ác. Có chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Nếu mà sắp xếp thì rất là nhanh vậy. Sắp xếp gì mà rất nhanh? Chi phí chi tiêu của tiệc đám cưới. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ bảy và 22h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Lúc rảnh rỗi em thích làm gì? Thích đóng cửa trong phòng đọc truyện. Chuyện gì? Chuyện tiên hiệp ạ. Tiên hiệp là chuyện gì? Thể loại tiên hiệp á. Hay là huyền huyễn á. Huyền huyễn á. Dạ vâng. Tôi mới nghe luôn á. Bạn không quan tâm tới chuyện. Anh đâu có nghe chưa? Hả? Chưa. Hơi lạ ha, hàng chi người cũng lạ. Xuống chưa, xuống chưa, xuống tới chưa? Dạ. Xuống tới chưa? Xuống đâu ạ? Mà xuống chưa? Tới chưa? Chưa. Chưa tới nữa hả? Dạ vâng. Hàng chi thấy lơ lửng ở đâu á, trời ơi là trời. Nãy giờ nói chuyện mà chưa xuống tới nữa. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ bảy và 22h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Chê đàn trai hay để anh nè, anh qua anh chê đàn gái coi. Chê có gì đâu chê. Trời. Welcome. Chào rồi. Chê đi. Sao mà con gái với ai mà nhìn mà con đẹp dữ. Nhờ anh. Anh bên đây chị tưởng chê thôi chứ dễ thương lắm, hiền á, qua chỉ dập hồi ngồi rung bệnh á. Dạ. Em không thích gì ở người đàn ông? Em không thích, gọi là gia trưởng, tính hay cam ram. Anh này không có gia trưởng đâu, càm ràm chắc khó đó. Và phải biết chăm sóc bản thân mình. Sạch sẽ không? Cũng đỡ đỡ chút, được được. Hơn lắm anh. Để ý cái bàn chân của người ta ấy. Bàn chân sao? Con trai anh, người ta nghĩ đi dây ấy, người ta không để ý bàn chân ấy. Nên bàn chân người ta rất là dơ. Nên là em nhìn xem là nếu bàn chân người ta sạch ấy thì người ta sẽ sạch. Mà em thấy là cái bàn chân dơ quá à. Là người em... dơ. Mở cái bàn chân ra. Nãy sao nói sớm. Mở cái bàn dài ra. Mở luôn à? Mở luôn, dơ luôn coi. Cái bàn chân, cái móng chân nó có đen đen thì được, mà móng chân đen là chết rồi, rồi đất không là chết rồi, chết rồi. Rồi, rồi. Cái chân ta đàn ông ta nó chai sạch. Anh Linh cởi coi. Hả? Anh Linh cởi coi. Đúng rồi. Cởi coi. Phải không quý vị? Cởi chi? Coi lễ cho một coi ông Mai thôi chứ cởi. Khó quá để con hỏi con còn gì nữa. Nói chung là chân cũng được, không đến nổi đâu. Không, cởi ra mà không có nghe bốc mùi. Ừ, được, nói chung là được. Quan trọng đi tìm mình yêu là tìm cái bằng chân trước phải không? Dạ. Rồi, còn cái gì nữa? Em không thích con trai lăng hô anh. Rồi con trai mang keo khiệt của anh. Keo? Em có keo thích. Không? Dạ không. Không, dạ. Hết rồi đúng không? Dạ. Ừ, vậy được rồi. Rồi, ví dụ bằng chân bỏ qua đi ha. Giờ gặp người thân nè, có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ em ạ. Chào cô. Chào Quyền Linh và con gái cô lợi hại quá cô. Đó giờ có dắt anh nào về nhà ra mắt mẹ chưa? Chưa. Giờ dắt anh này về được không? Được. Dạ cô thấy ảnh bận sao cô? Cô nói thiệt bụng đi cô thấy ảnh nó sao cô? Cô thấy là cùng phù hợp với con gái cô. Ủa cái mái tóc vậy cô chịu luôn rồi đó hả cô? Chịu thôi. Cô cái bản tính con người, bản chất con người thôi, nhưng mái tóc cũng đã thành vấn đề. Chân sao cái chân? Má có coi chân rồi. Chân được. Chân được. Rồi, mình có đi với ai không? Dạ, hôm nay em đi với em gái và một đứa em họ. Em gái? Em dạ gái ruột hả? Em gái ruột ạ. Em gái ruột dễ thương. Rồi, anh trai ruột cũng dễ thương. Rồi chào em đi, nói chuyện với em gái đi cơm, xoay ghế ra. Chào em. Dạ em chào chị. Em thấy chị gái này sao? Chị dễ thương, giống chị hai mình. Anh có tật xấu gì nữa không em? Dạ không, anh của em thì tốt lắm. Em có yêu cầu gì chị dâu tương lai không? Dạ không, cái đó anh em yêu cầu chứ em đâu có quyền đâu. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ mình kéo màn lên ha, cho hai bên gặp mặt nha. Cặp này vui nè. Vì dễ thương lắm á, chuẩn bị nha. Kéo màn lên. Bên kia cởi dài ra sẵn đi. Bắt đầu. Dán cái máy lên, dán cái mái tóc lên. Dán qua. Cảm ơn bạn nè các bạn. Bây giờ chị hỏi em nè, em dòm nè, đó. Bây giờ là đó, để đứng đi. Hỏi bây giờ là tôi dán qua cho đẹp nè, dán qua nè, đẹp không? Đẹp không? Nè, hồi nãy tôi mở màn qua là vậy nè. Đó. Coi cái nào đẹp. Đó, em dòm đi. Hết lên chị à. Hết qua. Đúng rồi. Dạ rồi. Rồi bây giờ mình vô chuyện tình cảm nha. Dạ vâng. Bắt đầu. Nếu mà được á thì bạn định khi nào kết hôn?
Theo mình nghĩ ấy, hai người đã có tình cảm thật ấy, thì cái chuyện thời gian ngắn hay dài nó cũng không quan trọng. Quan trọng là trong quá trình tìm hiểu thì hai người phải thể hiện cái nhược điểm của mình. Nếu như chấp nhận được cái nhược điểm của mình, của nhau ấy, thì tiến đến hôn nhân nó dễ. Thực sự ra thì tính mình rất là nóng và rất là ngang. Những cái mà bạn không thích ấy, thì thực ra là những điều đó của mình. Nói chung là mình rất là ương ngạnh. Nên là... Mình xưng là anh em cho nó ngọt. Ai lớn tuổi hơn ai? Đây lớn tuổi hơn. Lớn sao không được? Bởi vì tính ấy không có gì tự tin. Tóc cũng không tự tin, bây giờ xưng hô cũng không tự tin nữa. Như em đi, em anh đi. Anh em coi. Nói chung là anh thì cũng khó tính. Nhưng mà khó tính nhưng mà kiềm chế được. Nó nổi nóng gì đó là hay đang buồn giận gì đó là chỉ hát lên, hát to lên vậy đó. Cho nó hết tức rồi dễ, xong. Dễ tính. Nhưng mà thử la cỡ nào? Thí dụ thì nóng tính qua la cỡ nào? Dạ. Sợ chưa? Bình thường anh. Đó chưa? Chứ có gì mà. Em tức là em có ném đồ luôn anh. Trong cái đó mình like được chứ ném đồ phí lắm. Nếu mà là... Thôi cảm nhận về nhau đi. Anh cảm nhận gì về em? Nói chung từ dáng người đến khuôn mặt thì nói chung là chuẩn. Còn bạn nghĩ về mình? Thấy bạn cũng hiền. Mặt hiền, mặt dụ á. Đừng mượn tiền nha. Dạ có gì. Quen xong mới mượn chứ. Mất tại vì tường rồi, không có cho mượn nữa. Giờ mình mượn lại. Có đó được. Nếu mà trường hợp bạn bấm nút. Ok. Đầu có chí hả? Biết nói gì nữa. Giải hoài. Rồi, hết thời gian. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Cái nút chỗ nào? Kiếm đi. À đây. 1 2 3 Rồi, chúc mừng các bạn. Hai này rất là hơi nhút nhát hơn bạn chút xíu đấy. Dễ thương ha. Tính cũng thật thà lắm. Dạ. Bên kia thì cao, đẹp gái. Hai người sẽ có thời gian để đi xem phim tìm hiểu nhau kỹ hơn. Dạ. Hy vọng các bạn sẽ có một cái tin gì vui vui báo với tôi. Dạ, dạ ba. Để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh tại các hệ thống áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Dạ, dạ rồi, em cảm ơn chương trình. Rồi, nắm tay bạn gái đi xem phim đi. Em thì em thích người phụ nữ hiện đại. Bạn có thích sống thử không? Chắc không chị. Còn sống thử thì em không chấp nhận được. Có tật xấu gì không? Hồi nãy em nói rồi chị, giờ nói lại nó không trùng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai ngày hôm nay. Hả Mang? Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi. Chúng ta sẽ nghe bạn nữ giới thiệu về bạn ấy. Mời em. Em tên là Giáng Xuân, 33 tuổi. Em là giáo viên mầm non. 33 tuổi? Dạ. Wow, trẻ quá. Em ở đâu? Hiện giờ em đang sống ở Hóc Môn ạ. Rồi mời bạn nam giới thiệu. Em xin tự giới thiệu, em là Trương Hồng Phúc, năm nay 33 tuổi, là kỹ sư cơ khí, hiện tại đang làm việc và sống ở Nhà Bè. Bạn nữ, mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Yêu thì chưa ạ. Chưa yêu một mối tình nào sâu đậm hết hả? Dạ đúng rồi. Lý do tại sao? Có những bạn mà chỉ mới quen em mà đi chơi là có sự đụng chạm này nọ đó. Cái em cảm thấy sợ. Bạn muốn tìm một người chồng tương lai như thế nào? Dạ, cao, lãng mạn tí. Cái chuẩn giống ai cao? Như anh Quyền Linh nha. Rồi bây giờ mình muốn người phụ nữ như thế nào? Em thì em thích người phụ nữ hiện đại. Bạn có thích sống thử không? Chắc không chị. Ủa hiện đại sao không thích? Hiện đại có thể đi chơi, chứ còn sống thử thì em không chấp nhận được. Tại hai mức độ nó khác nhau. Rồi, bây giờ không thích phụ nữ là điều gì? Không sạch sẽ, dữ. Cái này không thích đúng rồi. Mà không có phụ nữ gì đâu. Rồi gì nữa? Làm biến. Phụ nữ làm biến. Dơ. Không sạch sẽ là gì nữa. Hôn nhiêu đó được. Bạn không rồi, thích cái gì mình đó? Có tật xấu gì không? Chứ em không có biết tâm lý phụ nữ. Cái bạn nữ thích cái gì nói em làm thôi, chứ em không có đoán. Không nói được. Là không làm hả? Không đoán được. Tặng quà gì đó thì họ nói mình đi, chẳng đi mua. Cái lúc mình mua mình áp tặng vào người ta không thích. Em không thích điều gì hả người bạn trai? Dạ nhậu nhẹt không thích, lăng nhăng không thích, hút thuốc không thích. Thưa chị, có hút thuốc không? Dạ không. Nhậu nhẹt không? Nhậu khoảng 3 lon. Lăng nhăng? Lăng nhăng thì giờ chưa có vợ nên không biết.
chung thủy không? Sống. Chắc không? Nguy hiểm rồi nha. Muốn lấy vợ dữ lắm chưa? Xòe cái bàn tay làm gì để móng tay vàng hoàng vậy? Thích đàn nên em phải để, nhiều lúc em phải đàn. Đâu đưa tay trái? Đàn. Lại. À bên đây là không có, còn cái móng cái để làm chi? Không, móng tay này để cười cười bên đây, cái này cười cười. Ôi. Dễ thương thật lòng mà. Có tật xấu gì không? Thì nãy em nói rồi chị. Vậy là nhiều tật xấu lắm hả? Không, mà nhiều người tiếp xúc em mà họ nói em là người tốt. Hy vọng vậy. Anh qua coi chị hợp với đây không nha. À chào cô giáo. Dạ, dạ chào anh Nguyễn quá. Dạ. Anh bên đây nè, thực chất á, ảnh là con người chân thật. Nghĩ sao làm vậy, nghĩ sao nói vậy. Những con người rất là thật tình đấy. Dạ. Ảnh giống như nít vậy đó. Em có thích lãng mạn không? Dạ có chứ. Có hả? Để thử hỏi anh này có lãng mạn không nha. Không, thấy cái bộ hông rồi đó. Anh có thể lãng mạn với bạn gái được không? Dạ được. Thí dụ cụ thể, một lúc cô ta buồn, anh làm gì? Kể chuyện vui anh. Kể chuyện vui mà lãng mạn hả? Buồn thì buồn, mình xử lý cho họ vui trước rồi mình mới lãng mạn sao? Bây giờ kể một câu chuyện thật là lãng mạn. Cái ngày gọi là sinh nhật của cô ấy, anh sẽ làm gì? À, gửi qua đường bưu điện. Ở chung nhà mà gửi qua đường bưu điện hả? Nhiều lúc ví dụ như một cái người đang ở trong công ty mà có một cái người tới tặng hoa, mọi người thấy họ sẽ thích hơn. Còn mình tặng ở nhà thì có hai vợ chồng cũng không có ý nghĩa gì nhiều lắm. Rồi, còn gì nữa? Lãng mạn gì nữa? Thì sau đó có thể đi ăn tối, đi công viên gì đó xong rồi vậy. Công viên làm gì? Công viên thì ngồi hóng gió rồi nói chuyện. Cho mũi cắn nè. Đâu có lãng mạn, công viên phải làm gì lãng mạn chứ. Nói chuyện nó nói ra không được. Bây giờ là dẫn người yêu ra công viên, mình phải tổ chức cái gì lãng mạn. Thí dụ anh cắm đèn cầy xung quanh cái chỗ ngồi gì ha, hay anh trải hoa chỗ ngồi gì đó, hay là cái gì đó. Đó là gì trong phim có chứ ngoài ít lắm, cái này làm nữa. Nói thiệt luôn á. Chứ ngoài làm sao? Ngoài mình làm trong nhà mình thôi, ra công viên nó gió rồi châm mày lên xong nó tắt, châm tắt cũng không. Vậy ở nhà làm sao cho lãng mạn? Rồi có thể làm nến với anh đó. Rồi thì mình tự tay mình nấu cái món gì đó vợ thích đó. Ừ. Thì vậy thôi. Thôi nghĩ cái đêm tân hôn làm sao lãng mạn. Anh hỏi sâu quá rồi, không được. Bây giờ tôi hỏi nè, bạn trai có cái tài gì để mà tỏ tình bạn gái ngày hôm nay không? Bạn gái rất thích lãng mạn. Chắc tỏ tình bằng thơ bao gì cũng được. Rồi thơ đâu, tỏ tình thơ sao? Hầu nó gặp đi rồi có cảm xúc tỏ tình được. Giờ này ngồi tỏ tình kỹ. Đây vô tình giống tỏ tình mấy người này sao? Biết đàn không? Dạ biết mà em hát nhạc chế không chị? Lấy cái đàn cho đàn nha. Hát nhạc chế gì đó hát đi nè. Bị thì không có thuộc bài. Trời ơi, không dạo rồi. Thì giờ bắt đầu nữa gì thì đàn đi. Thôi đàn tôi đàn à. Tôi đưa không? Em qua sông. Rồi tôi đưa em lên bờ. Đấy, ví dụ vậy. Bây giờ bạn gái hát tặng bạn trai bạn. Cho một đàn pháo tay cho cô giáo đi các bạn. Đó thấy chưa, bạn hát liền. Em và tôi xa nhau thấy nhớ, gần nhau giận hờn. Em và tôi mỗi người một nửa cuộc đời. Thấy chưa? Bây giờ cô giáo, cô có đi với người thân không? Dạ, em đi với mẹ với em trai. Dạ, chào cô. Chào chú Nguyên Linh, chào cô các tên. Anh này cũng hơi thật thà nhưng mà có điều phải mạnh lên. Đúng rồi, muốn lấy vợ thì phải mạnh lên chứ. Bây giờ mình không biết hát thì mình cứ hát lại một câu nào cũng được để cho thể hiện cái lòng của mình là muốn phải mạnh lên. Đúng rồi. Được chưa? Mất điểm rồi, mất điểm rồi. Thì con thì nhưng con hứa với bác, ví dụ như mà con với gái bác mà thành vợ thành chồng á, con không biết cuộc sống sau này nó có giàu hay nghèo hay không, nhưng mà con hứa sẽ không để cho cô ấy khổ vì con. Cũng tạm chấp nhận. Mà mình có đi với ai không? Dạ, em có đi với em trai tên Duy. Rồi. Em chào Quyền Linh. Chào Duy, tình hình anh mình sao em? Các tiếp xúc với đông người anh hơi bất tình tí chứ bình thường ok anh. Thấy chị dâu tương lai sao? Dạ, em thấy chị xinh đẹp dễ thương. Nói với ảnh mạnh mẽ dạ. Lên sao chứ vậy là thấy thua rồi đó. Rồi, cố lên. Rồi, bây rồi. Giờ kéo màn lên cho hai người gặp mặt. Bắt đầu. Chào.
Anh có món quà anh... Em cảm ơn. Tướng tá mặt mày phong độ lắm chứ bộ. Anh có hai cái quan điểm anh muốn cần trao đổi với em. Một là trong cuộc sống thì anh cần cái sự đồng cảm, nên anh lúc nào cũng sống thật. Có em ở đây anh cũng như vậy, chỗ khác không có em anh cũng sẽ sống như vậy. Thứ hai là trong tình yêu thì nó có bốn yếu tố. Một là phải sự nghiêm túc, thứ hai là chung thủy, thứ ba là có niềm tin, và thứ tư là có sự chia sẻ. Gặp nhau là một cái duyên rồi, mình hợp nhau khoảng 60% là may mắn. Còn phần còn lại thì anh với em sẽ, mỗi người sẽ giảm một cái tôi lại, sẽ cùng nhìn một hướng, thì cái mối quan hệ nó sẽ xa hơn và nó sẽ có những cái kết quả tốt đẹp hơn. Chứ còn ở trên đây có thể là anh bị rung, có thể anh thiện không hết bằng cái khả năng của anh. Làm thơ gì đó, nãy hứa gặp nhau cảm xúc làm thơ. Có lãng mạn xíu coi, hẹn hò rồi sao? Đúng rồi. Thì em có một bài thơ, nó cũng theo em là nó cũng hơi vô duyên. Thì mọi người có thích thì vỗ tay mà ủng hộ cho mình. Chẳng lẽ anh nói yêu em, sao nghe kỳ cục quá, không nói biết đâu rồi hối hận, nên anh nói bằng cả tấm lòng trân trọng, anh yêu em. Vậy mà nói thơ vô duyên vậy? Mình làm cho nó bùng nổ lên, nó cho quan tâm. Trời ơi. Thôi bây giờ tính chuyện đám cưới đi. Thì nhà anh có ba người con trai, chưa ai lấy vợ hết, nên càng sớm càng tốt. Nếu mà anh định kết hôn là sống ở đâu? Anh sẽ gặp nghiệp ở Sài Gòn. Lương anh cũng đủ cho hai người sống. Còn sao, ai lo? Anh hỏi khó anh lên đây. Sao quá. Khó phải... Hỏi sự thật chứ sao khó. Hỏi chứ bây giờ hai vợ chồng lấy nhau, em mẹ anh lo, rồi con ai không ai lo, lẽ tôi lo. Vậy mà khó gì, tôi làm mai tôi phải hỏi vụ đó chứ. Anh cũng có phần ở dưới quê á, có thể bán ở lên đây mua nhà ở đây được. Nên là nãy giờ anh không muốn nói sâu chuyện này, anh Linh hỏi hoài. Rồi thôi bây giờ hai người nói một cái câu cảm xúc ngày đầu tiên gặp nhau. Anh ban đầu gặp em thì chưa có tiếp xúc được nhiều, nhưng mà anh thấy tính tình em mà anh cũng thích, thì anh hy vọng chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội. Em thì cũng hiền ít nói thôi, nhưng mà nếu mà quen lâu thì hả, mọi người sẽ thấy em rất là cởi mở, vui vẻ. Dạ. Rồi trước khi hai người tiến hành bấm nút thì tôi cũng chia sẻ với anh đàn ông với nhau, mình phải nên cởi mở chút xíu nữa. Biết rằng mấy người kỹ sư á, họ hay khô khan lắm, thành ra mình thay đổi nó mềm chút xíu nữa đi ha, đồng chí kỹ sư. Cảm ơn. Rồi trước hàng triệu khán giả, trước gia đình hai bên, chúng ta quyết định bấm nút là tiến tới, chứ không phải bấm nút để rồi nút đó không ai lo nha. Chuẩn bị 1 2 3. Hết thời gian. Cái nút này bấm không được hả? Bấm. Đấy, cô giáo rất là dễ thương. Chúng ta bỏ mất cơ hội này là không còn cơ hội nào nữa đâu. Nhưng mà cho hỏi cô giáo một tí xíu. Ba rồi bạn mới bấm, lý do? Thấy anh cũng thiệt thà mà cũng hiền nữa. Nhưng mà lúc đầu tại sao không bấm lúc sớm? Em bấm mà sao nhóm ngoài nó không được. Mình nắm tay nhau một cái đi bạn. Cảm nhận như thế nào anh? Tay cô giáo mềm. Mềm, tay cô giáo mềm. Nào, chúng ta có những chiếc vé xem phim để hai bạn có thời gian tìm hiểu nhau kỹ hơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, tại các cái hệ thống áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Dạ, cảm ơn chị. Đơn giản, hạnh phúc sẽ đến nếu chúng ta tìm hiểu được nhau và hiểu kỹ về nhau và thông cảm cho nhau. Và bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết. Xin gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau, được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị cũng có thể theo dõi trên kênh Fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò, hoặc là xem lại trên kênh YouTube MCV Media, và đừng quên nhấn subscribe. Và bây giờ xin kính chào và trời, tôi nổi da gà hết trơn rồi trời. Tên là Tuyết Thủy hả? Dạ. Thủy năm nay bao nhiêu tuổi? Em biết tên là sinh đôi đó chị. Thiệt không á? Thiệt. Chị em sinh đôi? Dạ. Với cái cô hồi nãy? Dạ. Tuyết Sơn, Tuyết Thủy. Cũng giống lắm á. Vậy là cũng 30 tuổi luôn hả? Dạ. Anh Linh ơi, bất ngờ không anh Linh ơi? Anh thấy em hốt hoảng bên đó, anh cũng nghĩ ra điều gì rồi.
chắc là gặp cô gái sinh đôi rồi. Mình chúc chừng nào cho gặp xong anh kiểm tra chứng minh nhân dân. Chứ để hồi nó lộn kỳ lắm. Là Thủy đang làm công việc gì? Em làm chung công ty với Son không chị? Trời đất ơi, sao cái gì cũng chung hết vậy? Rồi hồi đó giờ có mối tình nào chưa? Thì em cũng đơn phương một lần rồi chị. Gì vậy trời? Lần đầu tiên có một cặp sinh đôi tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Yêu đơn phương một lần rồi cũng ế tới giờ. Hai chị em y như vậy. Chị không phải là chưa kiếm được người hợp chứ không ế. À, thôi hỏi bạn nam đi, bạn nữ giống hợp nãy. Y hợp nãy hả? Y hợp nãy. Để một hồi tôi kiểm tra lại cho, cái này tôi chưa biết gì hết ha. Thôi, yêu cầu của anh người bạn nữ như thế nào? Yêu cầu của em có một thôi, nhưng mà khá là cao. Rồi, nói luôn. Thì để em kể một câu chuyện để anh thấy là cái yêu cầu của em nó cao. Chuyện dài không? Cũng không dài lắm. Khoảng nhiêu lâu? Chắc khoảng 2-3 phút à. Rồi, kể 2-3 bắt đầu. Hồi xưa lúc em còn nhỏ, em có đi với ba em. Thì mỗi lần mà em thích một cái gì đó thì ba em đều hỏi là con thích không? Em nói thích. Thì hai cha con mới đứng nhìn cái món đồ đó, nhìn hoài. Sau đó đi về, chứ không có mua. Sau này lớn lên, em mới hỏi ba em, tại sao lúc đó ba không mua cho con? Do nhà mình khó khăn hay sao? Cái ba em mới nói một câu, là người mà thương mình thật thì không phải là người là mua cho mình mọi thứ, mà là người ta chấp nhận bỏ cái thời gian của người ta ở cùng với mình. Thì đối với em á, thời gian là cái quan trọng nhất và cái quý giá nhất. Có thời gian mình có thể đi làm, mình kiếm được tiền. Có thời gian mình tập thể dục, mình khỏe mạnh. Nghĩa là thời gian là vàng là bạc. Cho nên cô gái nào mà chấp nhận là cùng với em, dành trọn thời gian, trọn đời với em thì ok. Nghĩa là phải có thời gian ở với em. Thời gian đi chơi với em. Thôi ở người khác sao anh? Bên đó có phòng trọ không? Bên đây giống như cũng y chang như trường hợp hồi nãy. Cũng cao 1m8, tráng cao 1m9. Để hỏi Thủy ơi, để cao hơn nha. Đừng không phải tội chị ơi. Lùng mình lụm tiền nhanh hơn. Ủa sao vậy? Sao mới nói cao 1m8? Cao mà cúi xuống mệt. Mình lùng hơn, mình lụm tiền nhanh hơn. À, cũng được ha. Rồi từ từ để tôi hỏi cô gái bên này cái đã. Mình có những cái điểm mạnh, điểm yếu gì không? Nói vậy chứ sinh đôi cũng phải có những cái đặc điểm riêng chứ, đúng không? Dạ, em thấy là em bình thường lắm, điểm mạnh thì không có. Dạ. Điểm yếu của em có thể là em lo chuyện bao đồng. À, em thích cái mẫu người bạn trai mình là người như thế nào? Em thích người đó là phải có tính quyết đoán, không gia trưởng, không biết hút thuốc và đừng có nhậu nhẹt. Em ghét người nhậu nhẹt lắm. Chị thấy là giống hệt Sơn vậy đó. Đây khác à, đây khác Sơn rồi nha. Tráng cao chút được không em? Không. Nội khó quá, hèn chi hai chị em căng à. Chị ơi, em xin phép về trước nha chị. Bình tĩnh. Hồi nãy cái cặp kia cũng vậy mà cuối cùng là tôi với Quyền Linh vẫn là làm mai làm mối được mà. Chị ơi. Em có bây cái giờ gì, em có gì khác em tự giới thiệu đi, em phải show up ra giống như bạn trai nãy vậy đó. Em có thời gian thôi. Tiêu chuẩn của em như thế nào? Do em bị ba cái lý do ế cho nên là em cũng không có yêu cầu cao về bạn gái lắm. Em chỉ yêu cầu giống như cái hồi nãy thôi. Thì ba cái lý do ế của em kể anh nghe ha. Được hả? 3 phút. Rồi 3 phút bắt đầu. Cái lý do ế đầu tiên á là nó thuộc về vấn đề vật lý. Vật thể khi gặp nóng nó sẽ bị giãn nở. Gì vậy trời? Cho nên là anh nhìn em nè. Anh nhìn em, đó là lý do số 1. Lý do số 2 là nó thuộc về vấn đề gọi là tâm linh. Đó là hồi nhỏ em châu bò lắm. Em mơ có thằng nhóc nó cứ lấy cung tên nó bắn em hoài à. Em quơ lên em hốt nó liền. Hốt nó xong nó hứa với em là từ nay về sau nó không có bắn em nữa. Tỉnh dậy em mới biết nó là thần tình yêu. Coi như là bị lời nguyền rồi. Thứ ba. Lý do thứ ba. Nhìn tôi nè. Dạ. Kể thứ ba đi, kể chuyện thứ ba. Lý do thứ ba của em á, hồi đó em thích cái bạn đó, em tỏ tình với bạn đó, em hỏi là mình có thể hẹn hò nhau không? Cái bạn đó mới nói là hỏi ngược lại em là anh có muốn xem hình bạn trai của em không? Em cũng cố nén đau lòng, chấp nhận coi. Bạn đó mới lấy điện thoại ra, đưa sát vô mặt em. Em nhìn lên em không thấy cái điện thoại có gì hết á. Cái màn hình trắng nhách à. Cái nắng mới chiếu vô, em thấy mặt em trong đó. Em nói trời, hạnh phúc quá. Hóa ra là bạn gái đó là thích mình. Cái tự nhiên bạn gái đó thấy mặt em hạnh phúc, nó quên bấm màn hình lên. Sau 3 lý do đó là em hết dám quen ai luôn. Hổ hàng ha. Hồi nãy em nói là em có thời gian. Mà em có hiểu nguyên nhân tại sao em bị ế không? Hồi đó em quýnh thần tình yêu nên em bị lời nguyền. Theo anh nghĩ tại lý do ế là tại vì em kể quá nhiều chuyện. Đúng rồi. Em có quá nhiều thời gian trong khi người ta lại không có thời gian. Cái thời gian kể chuyện đó, người ta đi làm, đi kiếm tiền đi ông ơi.
Bây giờ khai chút xíu về nhà cửa, cha mẹ được có cái gì không? Giống như nãy em nói là em đang làm ở một công ty phân phối linh kiện máy tính. Tạm coi là có công việc ổn định đi. Đang ở với ai? Em đang ở với má, bà chị. Thì nhà này nhà chung, không có nhà riêng. Lấy vợ vợ ở chung luôn? Lấy vợ vợ chắc ở chung. Chị mấy tuổi? Chị em sinh năm 83. Chưa lấy chồng? Chưa lấy chồng. Sao không giới thiệu tới bạn muốn hẹn hò? Ê, người ta giấu vậy. Phải đưa chị đi trước mới rước vợ về sau được chứ. Chứ chị chồng ở chung với em về mất công lắm. Rồi thôi, thôi đi về đi. Hả? Thì thôi em về hả chị? Ừ. Mắc cười quá, hỏi người ta kêu đi về. Khó mà. Phải chị thôi, hoài. Bây giờ mẫu hình lý tưởng của em là người phụ nữ thế nào? Cấm kể chuyện. Mẫu hình lý tưởng của em thì một người phụ nữ bình dị, yêu thương nhau thật lòng. Lùng hơn em chốt là được. Có đâu không? Giống em được không? Ở đâu là anh với em yêu nhau rồi anh. Để anh coi. Em nghĩ coi của anh đây. Nãy giờ thấy các tường hoảng hốt cái nào coi thử coi nói sao. Anh khỏi coi. Trời đất ơi. Khoan chờ chút xíu. Em chờ chút xíu anh chứng minh coi anh kiếm cái cô nãy đâu rồi. Đâu rồi cô nãy đâu rồi? Lên đây. Vậy cái cặp kia người ta đang yêu nhau anh làm cái gì vậy anh Linh? Không phải. Sao anh chia rẽ anh ta vậy anh? Chờ chút xíu nha, đứng đây nha. Gì vậy anh Linh? Kỹ lên. Đúng rồi. Anh chỉ sợ là mai mốt mà có gì anh chịu trách nhiệm thôi. Thành ra anh muốn cho mọi người thấy là có hai cô đứng hai bên ha. Đó, y chang vậy nè. Vậy lát nữa em khỏi kéo lên. Hả? Lát khỏi kéo lên. Khỏi em kéo thấy luôn. Rồi. Đúng rồi, được rồi. Vậy giờ bấm luôn hả? Bấm luôn đi. Rồi xong rồi, cảm ơn em. Anh về với anh chàng bên kia đi. Rồi vậy anh tin rồi đó. Bây giờ bạn nam bên kia thấy chị của bạn nữ thấy làm sao? Tình đôi chưa dắt giống tính anh. Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Cho nên là khó lắm à. Hên xui đi. Rồi hên xui đi cho hai người kéo lên. Thấy, em nghe bạn nam bên kia kể chuyện em cảm giác thấy sao? Thấy bạn ấy cũng là người chín chắn. Rồi 2 phút cho em để em cảm nhận. Kéo màn lên. Thôi mà mình thấy rồi khỏi quay đi. Đúng rồi. Quay qua nhìn đi. Chào. Dạ. Chào bạn. Và cảm ơn bạn. Dạ. Đứng lên thấy to quá ha. Dạ. To nhưng mà tâm hồn bé nhỏ chị. Thôi đừng kể chuyện nữa, tập trung có 2 phút à. Giống như là mục tiêu của chương trình là để hai người thật sự cảm thấy là có cảm giác thì bấm. Cho nên mình cũng, bạn có thể suy nghĩ thật là kỹ. Bạn thích mình, bạn bấm. Bạn không thích, không bấm. Mình không có vấn đề hết. Tại vì mình quan điểm là sống là phải tùy duyên. Đúng rồi. Cái gì mà của mình á, là của mình. Cái gì không phải của mình á, phải giành giật nó mới có. Ủa vậy đâu phải là tùy duyên bạn. Tùy duyên theo cách của mình. À. Mình muốn hỏi bạn nếu bạn gặp khó khăn hay có chuyện gì vui, bạn người đầu tiên bạn chia sẻ là ai? Giờ mình chưa có người yêu đúng không? Thì mình gọi cho mẹ. À, mẹ. Người quan trọng nhất trong gia đình với bạn đó là ai? Quan trọng nhất tất nhiên là mẹ rồi. Mẹ. Nhưng mà mốt có vợ, vợ quan trọng hơn. Rồi bạn nói vậy không sợ, sợ mẹ bạn buồn sao? Không phải bạn, cái này là phân tích logic nha. À. Cha mẹ là có thể là ở với mình nhưng không ở cả đời. Con cái lớn lên bỏ mình đi. Chỉ có bạn đời của mình mới ở với mình cả đời thôi. Thì bạn đời mới là quan trọng nhất. À. Nhớ bấm nha. Tôi chưa thấy ai mà vừa nói chuyện cứ nhớ bấm nha. Không anh nhắc, sợ nhiều khi người ta rung quá người ta quên. Sợ người ta không bấm hả? Không, người ta rung quá người ta quên. Dù người ta bấm sao? Bạn không thích mình, bạn có quyền không bấm. Cuộc sống này á không có dễ dàng. Cho nên nếu mà mình muốn mà sống một cuộc sống vui vẻ thì cơ bản là tâm hồn mình phải vui vẻ. Vui vẻ cho đời nó bớt khổ. Cảm ơn. Rồi, hết giờ. Hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Chị mình là chị mình và mình là mình nha. Dạ. Hết sức bình tĩnh. 1 2 3 Hết thời gian. Lý do tại sao bạn nam nè, thấy bạn thuyết phục cũng được lắm mà sao bạn vẫn không đồng ý? Nói chung là em cảm thấy là em chưa có rung động nên em quyết định không bấm. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Tôi nghĩ rằng trong sâu thẳm bạn trai rất là dễ thương. Nhưng mà do cái cách mình nói chuyện ở bên ngoài nó mất một chút về gọi là cái tình cảm của người đối diện. Tôi nghĩ là như vậy. Bạn thiếu chút xíu đó thôi. Chứ bạn cũng đẹp trai. À, cao ráo, cao hơn tôi nhiều. Tóc cũng ít hơn tôi nhiều. Thôi, chúc trời vui. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Chúc bạn sẽ có tìm được một nửa của mình ha. Cảm ơn anh ạ. Rồi. Rồi, cảm ơn em. Dạ, em chào chị. Có bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình thì chưa có, chỉ có thích một người nào đó thì có. Có luôn. Thiệt không? Dạ, thật ạ. Anh bên anh nghe anh cười nè.
Em chào chị ạ. Rồi, chào bạn. Bạn tên là gì? Là em là Hà. Hà năm nay bao nhiêu tuổi, quê ở đâu nè? Em năm nay 29 tuổi, em quê ở Thanh Hóa. Rồi, mình đợi bạn trai của mình nha. Mời bạn trai. Rồi, chào bạn. Chào quán cả các trường quay, em chị gái Quách Tường ạ. Chào bạn. Dạ. Bên kia là Hà, quê ở Thanh Hóa. Dạ, em tên là Doãn Tân, em ở Nghệ An ạ. Năm nay bao nhiêu tuổi? 32 tuổi. Em đang làm kỹ thuật cho một công ty chuyên quản lý của tòa nhà. Kỹ thuật là cụ thể là gì bạn? Bảo trì hệ thống máy móc, điện lạnh, nước. Từ Nghệ An vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? 8 năm rồi. Bạn ở với ai trong thành phố Hồ Chí Minh? Dạ, em ở một mình ạ. Còn bạn gái mình vào đây lâu chưa? Dạ em vào Sài Gòn được 10 năm rồi. Mình ở với ai? Hiện tại em ở một mình ạ. Thế mình nói rõ hơn một chút xíu về công việc của mình. Tại em là kỹ sư trang thiết bị y tế cho một bệnh viện ở Bình Dương. Cụ thể là mình làm gì? Em là mua sắm, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa. Về dịch vụ y tế? Không, trang thiết bị y tế. Trang thiết bị y tế. Vâng ạ. Hai bên cũng giống như kỹ sư vậy đó hả? Dạ. Có vẻ khô khan quá không? Dạ đúng rồi, nghề này khá là khô khan. Thì những lúc rảnh rỗi thì mình làm gì? Em thường đi lòng vòng và đi nhà sách ấy chị. Hoặc là em thường học tiếng Anh lúc rảnh rỗi là nhiều. Học tiếng Anh? Dạ. Những lúc đi chơi là mình đi với ai? Thường đi với bạn hoặc là đi mình. Vậy hả? Dạ. Có bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình thì chưa có, chỉ có thích một người nào đó thì có. 29 tuổi mà chưa có mối tình nào? Dạ. Có nắm tay hôn gì chưa? Dạ chưa. Chưa luôn? Dạ. Thiệt không? Dạ thật ạ. Anh mình anh nghe anh cười nè. Ủa mà sao ngộ vậy? 29 tuổi mà sao chưa có? Có thể tại vì em hơi mạnh mẽ nên là các bạn nam có thể hơi ngại khi... Thì mình cứu người ta. Cứu người ta thì có thể không phải là cách của em. Bạn có khao khát có một mối tình không? Dạ có. Bây giờ mình muốn kết hôn chưa hay là mình tìm hiểu bao lâu? Em nghĩ là em phải tìm hiểu sẽ kết hôn nè. Bao lâu? Khoảng 1 năm, 2 năm gì đó. 1, 2 năm. Ở gia đình có hối lập gia đình chưa? Dạ có, bố mẹ có hối. Rồi bạn trai, bạn nghe cô gái khi chưa có mối tình nào mình cảm giác sao? Em thấy cũng lạ, 29 tuổi chưa có mối tình. Lạ hả? Lạ. Lạ là lạ sao? Theo bạn thì bạn nó khó tính hay là sao? Chắc em nghĩ chắc bạn quá khó tính hay là bạn làm nghề giống là bên giống làm giống người giống đàn ông là kỹ sư. Cái nghề nghiệp chắc giống khô khan quá. Còn bạn bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có 1 mối tình. Lâu chưa? Dạ cách đây khoảng 7 năm. 7 năm qua một mình bạn? Dạ đúng rồi, 7 năm qua mình em tại cái công việc với lại cái phấn đấu của em chưa nghĩ tới cái vấn đề lập gia đình. Thành ra em sáng là ngủ dậy là vác cày đi, là chiều vác cày về thôi. Bây giờ đã muốn lập gia đình chưa? Dạ cũng đến thời điểm lập gia đình rồi chị. Nhưng mà 7 năm qua như vậy bạn có để ý một ai hay là có lưu luyến một ai không? Cũng có gặp một số người nhưng mà không có phù hợp với cái tính cách. Có vẻ bạn khó giống như cô bên kia. Đúng không? Có thể là vậy. Mong muốn một cái người đi chung con đường mình như thế nào? Không có bướng bỉnh quá, không có giống như thích cái gì làm cái đó, biết nấu ăn nấu nướng, bởi vì em biết nấu ăn, thành ra em thích người phụ nữ như thế. Cái này dễ mà, thấy người phụ nữ nào cũng có đức tính hết trơn á. Dạ. Còn gì khó nữa không? Anh nghĩ em còn nhiều điều kiện nữa. Chứ nếu như điều kiện nó đơn giản, phụ nữ dễ chịu. Không có lý do gì 7 năm mà không tìm được đúng không? Không, 7 năm qua là chưa nghĩ đến vấn đề đó, vấn đề là gia đình, lo công việc, muốn lo cái gì đó sau có đầy đủ rồi em mới lo cho gia đình. À, bây giờ có sự nghiệp chưa? Dạ, công việc thêm đó tạm thời là ổn định. Dạ. Nếu bây giờ lấy nhau thì khoảng bao lâu? Thì nếu nhanh thì 6 tháng, còn chậm hơn thì khoảng 1 năm sau em sẽ cưới. Nhưng mình cũng chuẩn bị lớn tuổi rồi ha. Dạ, nói ngoài có kế hoạch rồi, có nhà cửa gì chưa bạn? Dạ em đã có nhà ở đây rồi chị. À, nhà riêng luôn ha. Dạ dạ. Mình ở với ai? Dạ em ở bên mình chị ơi. À vậy được được rồi, để hỏi cô này. Mình có thể giới thiệu một chút xíu cho bên đó nghe về những điểm mạnh và điểm yếu của mình chẳng hạn. Em thì hòa đồng vui tính nhưng mà có thể hơi ít chia sẻ cái vấn đề suy nghĩ của mình nên là có thể sống hơi nội tâm. Nội tâm. Dạ. Điểm mạnh của em là em luôn luôn đúng giờ trong tất cả các cuộc hẹn, làm việc có thể hơi nguyên tắc và hơi cầu toàn trong công việc. Mình mong muốn một người đồng tương lai như thế nào? Dạ, trước tiên là phải thương em và phải biết quan tâm đến gia đình và phải có mục đích rõ ràng cho cuộc sống. Về ngoại hình? Dạ, chỉ đừng có xấu quá và nên cao hơn em một chút xíu. Bạn có nhóm mình đáp ứng được không? Chắc có cái điểm cuối cùng là ngoại hình, thì ngoại hình em thuộc dạng xấu nhất họ. Đâu có xấu đâu ngoại hình. Dạ. Được em mà. Thấy tự ti với bản thân em là cái ngoại hình. À. Dạ. Thành ra em không tự tin lắm với khi tiếp xúc với gọi là khác giới. Ừ, mình không tự tin nữa hả? Dạ, đúng rồi, không tự tin. Bạn đâu có gì đâu, đẹp trai mà. À? Anh là người đầu tiên khen em đẹp trai. Không thật sự mà. Đẹp trai quá thì không đẹp trai quá, nhưng mà đại khái là rất là ưa nhìn. Dạ. Nhẹ nhàng, dễ thương. Nhưng mà chị thấy sao chị? Cũng được. Đâu có gì đâu, bình thường. Anh cao bao nhiêu? Dạ, em cao 1m7 chị. Vấn đề do có lẽ là nhút nhát. 32 tuổi. Dạ. Có nhà cửa ổn định rồi, công việc ổn định. Vậy là quá tốt rồi chứ. Em không thích cái điểm nào ở người phụ nữ? Bướng bỉnh quá.
thích gì làm nói, không cần suy nghĩ người khác như thế nào hết. Ngoại hình thì ngoại em thì có không cần suy nghĩ, bình thường thôi. Theo cái cảm tính, cái cảm giác của tôi là tôi thấy cặp này là xứng. Nếu mà xứng thì bao nhiêu lâu mình tiến tới hôn nhân được? Thì hôm nay mình nói là khoảng từ nhanh thì 6 tháng, còn trẻ hơn thì 1 năm, rồi. Tốt nhất là 1 năm sau là đúng hơn. 1 năm sau là đúng hơn ha, kể từ ngày hôm nay ha. Dạ, đúng rồi. Được, anh này được đó. Cái khoái nhất là cái vụ mà ổn định, có nhà, cửa, công việc ổn định. Mình phụ nữ mình cần nhiêu đó thôi cho nó khỏe. Để anh coi đi. Dạ, em chào anh Quyền Linh ạ. Dễ thương ha. Ngạc nhiên ha. Ừ, rất là ngạc nhiên luôn á. Đúng là có thể tại vì em thường tập trung vào học tập và làm việc á, nên có thể chưa có thời gian để... Anh nghĩ chắc ở cơ quan em nhiều người đeo đuổi em lắm á chứ. Dạ không có. Sao kỳ ta, không lẽ cơ quan em không có người đàn ông? Dạ có, nhưng mà tại vì thường là lớn tuổi hơn à. Lớn tuổi hơn? Hoặc là nhỏ lớn tuổi hơn. Tuổi lớn, lớn chứ cũng thấy cũng đẹp chứ bộ. Dạ lớn nhiều, các bác có gia đình hết. Các bác không hả? Còn có là nhỏ không? Tại vì em làm bệnh viện hả các bác? À, các bác không hả? Rồi, số 1 luôn. Bây giờ mình sẽ cho hai bạn gặp nhau để trò chuyện trực tiếp với nhau xem là có hợp ý với nhau hay không nha. Vấn đề ở chỗ nè, em phải tìm ra cái chìa khóa để mở cái cánh cửa này. Anh nghĩ rằng đây là một cánh cửa rất là đẹp ha. Kéo màn lên. Lên 2 phút bắt đầu. Dạ chào anh. Cảm ơn quà tặng mà. Bạn ghét nhất là đàn ông ấy gì? Về cơ bản em không thích con trai hút thuốc, không ngửi được mùi thuốc lá. Dạ. Con nhậu thì có thể được, vì ai cũng nhậu. Là người con trai nhanh nhậu quá, hoặc là nói chung là có tính định hót em không có thích. Nhìn mình có nhanh nhậu quá không? Hiện tại thì em chưa thấy. Tình yêu thế nào nói đi bạn. Trời ơi, gì mà gã dữ vậy. Cảm giác thế nào của người đối diện của mình? Bạn cười rất đẹp ạ. Cảm ơn em. Cái gì vậy? Nhìn thẳng vào mắt bạn rung dữ lắm hả? Sao mà gì mà gồng cứng ngắc vậy? Thả dạ. lỏng ra. Dạ em rung dữ lắm. Sao anh rung vậy? Anh cứ tự tin đi. Bạn đừng có hay nói mình nhé. Hả? Có, không hẹn. Em muốn hỏi biết thêm suy nghĩ của anh về người vợ trong gia đình tương lai, phải có cái yêu cầu gì đặc biệt không? Mình rất thích người phụ nữ là có cái khoảng thời gian không dành cho gia đình, biết nấu nướng. Thường thì mình đi làm rất chiều tối, mình mắc mong là người phụ nữ biết nấu ăn vào chiều tối. Vậy anh có thích một người vợ mà có quá nhiều tham vọng trong công việc không? Chưa chắc bạn đã tham vọng bằng mình, thành ra mình cũng thích như đó. Quan niệm về hôn nhân như thế nào? Nếu mà mình hẹn hò với nhau 6 tháng sau có thể cưới nhau được không? Cái đó phải xem là mình có hợp với tính cách của nhau hay không đã. Em nghĩ là như vậy. Nói một câu gì thật là tình cảm rồi bạn trai. Tại em đang kỹ thuật rất khô khan, thành ra để nói từ lãng mạn thì giờ tự nhiên em không có thể không giải xuyến ra được. Và giống thì như... bây giờ suy nghĩ đi đó. Trước một người con gái xinh đẹp thế, mình nói một câu gì thật tình cảm lãng mạn được mà. Không có bỏ qua đi. Ráng chịu anh nha. Để bạn gái nói đi. Dạ thôi em không có bỏ qua anh. Cảm nhận của hai bạn khi lần đầu tiên gặp mặt nhau như thế nào? Em thấy có thể muốn biết tìm hiểu nhiều hơn về anh. Mình cũng giống như bạn, mình cũng mong là được tìm hiểu thêm về bạn rất nhiều nữa. Hết thời gian. Chán hai cái ông này quá. Về phải bên đọc nào sách tình yêu cho nó nhiều trơn, nhiều vô. Đọc ngôn tình à. Nhiều vô. Em chỉ hay đọc sách kỹ thuật chứ còn tình yêu thì hơi... Đấy, thành ra nó hơi khô khan đấy. Sau này khi mà người ta lấy nhau về phải có những lời tình cảm chút xíu ha. Chứ không lẽ về nói em ơi em giống cái máy quá. Cái máy mình làm bảo trì cho. Thì nó kỳ cũng khô khan quá đúng không? Hy vọng là hai người sẽ bảo trì lẫn nhau. Nào, chúng ta có 3 tiếng đếm. 1 2 3. Ngọt ngào thì không có ngọt ngào ha, bấm nút thì lẹ lắm, hai bên lẹ như nhau, ba cái bụp bụp liền. Mình có thể cầm tay nhau, mình nói không được, mình truyền cảm xúc qua nhau, truyền điện qua nhau. Nắm chặt vô, đừng bóp tay ta đau quá nha. Mà năm nay em bị cầm kèm với bước tiếp bước kè với bố không, hôm nay cầm tới con gái rồi mày và rất rung. Rung lắm hả? Em cảm nhận như thế nào? Em hơi run. Em cũng run luôn. Dạ. Thấy có miếng điện nào truyền qua không? Có sẹt 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 gì chưa? Chắc đang tê tê quá. Có một ít à. Có một ít rồi ha. Như vậy là được rồi. Đây, chiếc vé xem phim. Chúc các bạn thật hạnh phúc nha. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Freelux. Chúc hai bạn có những không gian để mà tìm hiểu nhau, dành cho nhau những lời ngọt ngào hơn. Dạ, cảm ơn chị.
các bạn. Rất là dễ thương à, nhưng mà vấn đề chỗ hơi khô khan chút xíu thôi, hơi mắc cỡ chút xíu. Nếu như thêm một chút vị ngọt của tình yêu thì anh nghĩ rằng cái mối tình này nó sẽ bền chặt hơn. Em xinh quá. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh. Chào các bạn khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tên em là Phạm Thu Thảo, năm nay em 26 tuổi. Em đến từ Quảng Ninh. Hiện em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và em làm nhân viên văn phòng ạ. Rồi, xin mời bạn Nam. Trời, giống sáng quá. Đều kiến mình mở ra sáng phải rồi. Style Hàn Quốc hả? Dạ. Tên của mình là Linh Động. Mọi người nói lái thì sẽ biết tên mình. Hả? Linh Động Long Định. Thì mới vô sao vậy? Lên đây làm cái gì? Dạ, em cũng là nhân viên nhân sự anh. Nhân viên nhân sự? Vâng. Quản lý được khoảng mấy người? Cả tầm 280 người. Thôi rồi, giật cái gì? Long Định quản lý nhân sự trên 280 người. Cái gì? 280 người hả? Ừ. Đúng chị. Ủa mà quản lý làm gì em? Em làm bên phúc lợi thôi chị ơi, chứ không có quản lý con người. Phúc lợi là sao bạn? Là mấy cái chế độ ốm đau thai sản của nhân viên mình đó là em làm hết. À, tức là đẻ này kia đó hả? Vâng, em làm thủ tục, em không làm thủ tục cho họ nhận tiền thôi chứ không phải là đỡ đẻ. Trời anh làm như chết em. Tưởng đâu nhân viên phụ sản. Rồi. À, còn Thảo thì Thảo giới thiệu một chút xíu về mình đi. Dạ, ưu điểm của em thì em khá là hòa đồng, hay cười, biết lắng nghe, biết chia sẻ. Em cũng có một xíu năng khiếu. Năng khiếu về gì vậy em? Em biết múa một tí xíu, biết hát một tí xíu, cũng biết nấu ăn. Đã, nhưng mà em lại không biết thêu thùa may vá đâu chị. À, thôi không sao, không cần thêu thùa may vá. Bây giờ em có thể biểu diễn chút xíu về năng khiếu của mình được không? À, vậy em xin phép em múa một đoạn ngắn ngắn thôi ạ. Rồi ngắn thôi. Dạ, bộ em múa nón đi nha chị. À. Dạ. Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời, nghe sóng vỗ dạt dào biển cả, phút phi lao gió thổi trên đầu. Dễ thương quá đúng không? Nhưng mà mình có những khuyết điểm gì không? Dạ, em cũng khá là hơi nóng tính. Nóng tính? Nhìn dạ. Dịu dàng vậy mà nóng tính hả? Dạ, nhìn vậy thôi chị. Nhìn vậy thôi hả? Dạ. Rồi, có gì nữa không? À, em cũng có lúc thì người lớn nhưng mà có lúc lại trẻ con. Lúc vui, lúc buồn em thay đổi nhiều khi nhanh hơn thời tiết nữa chị. Trời đất ơi, nguy hiểm quá vậy. Nghe bên kia vậy em thấy cảm giác sao? Nguy hiểm luôn. Ưu điểm mình biết múa. Em có biết múa không? Dạ không. Chứ em biết làm gì? Em biết hát không ạ? Hát hả? À. Làm luôn. Em xin hát một khúc trong bài Tôi Đi Tìm Tôi. Có những tối nghe mưa rơi thật buồn, bệnh vẫn gốc quang quen mình tôi. Tôi đi tìm trong tôi, tìm trong hơi men cay, một hình bóng đã mãi xa tầm tay. Xin hỏi là... Ủa đó là ưu điểm hay là khuyết điểm của em vậy? Dạ ưu điểm đó chị. Ưu điểm đó. Ưu điểm đó hả? Mà khi hát lên nó trở thành khuyết điểm. Đúng, khuyết điểm. Còn cái gì ưu điểm nữa? Thì em cũng vui tính, hòa đồng. Đúng rồi, dễ thương. Dạ. Mõm 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 thấy ghét. Chém quá. Chém quá. Em có nụ cười rất là thân thiện. Thân thiện, đúng rồi. Rồi khuyết điểm là gì? Khuyết điểm là cũng có nóng tính giống bạn bên kia anh. Rồi hai người về banh nhà luôn. Mà em sẽ nhường cho bạn nữ chứ. Đúng rồi, như phải nhường nhịn cái chữ đó đó. Dạ. Em không thích gì ở người phụ nữ? Em không thích người phụ nữ quá trẻ con. Rồi bên kia có trẻ con. Em nói là quá thôi mà. Quá thôi phải không? Anh từ từ thôi. Không thích người quá chanh chua nữa anh. Ở bên kia ngọt ngào được. Dạ. Không thích gì nữa? Em cũng không thích cái người phụ nữ quá mập nữa. Quá mập. Có bên kia có người hơi mập. À, em biết rồi, em biết chị Tường không? Chị Tường không? Đó em nói nha, anh không có nói nha. À, anh gợi ý rồi mà. Cô đó cô giữ, anh không dám nói đâu nha. Phải không chị Tường? À, vậy để hỏi coi Thảo, em có chanh chua không? Dạ, lâu lâu mới chua thôi chị. Bây giờ chị hỏi thiệt nè, em có bạn trai chưa? Em cũng mới chỉ quen 1-2 tình. Dạ. Không thích điểm gì ở người đàn ông? Dạ, em không thích con trai nói nhiều quá. Mình đó thấy hơi nói nhiều đó. Dạ, được chứ. Không thích con trai nổ ạ.
Dạ em sợ con trai mà nổ quá lắm. Hát dở mà la ưu điểm là thấy nổ rồi đó. Dạ không, có thể là ưu điểm của anh là tự tin ạ. À, ưu điểm là tự tin rồi. Thích cái hình dáng người bạn trai của em như thế nào? Dạ con trai em thích thì phải cao trên 1m7 ạ. À, đừng có đen quá, mặt đừng có nhiều mụn quá. Cỡ anh Nguyễn Linh vậy là đen không? Để anh nặng mụn cho con. Quá trời mụn mới lại nặng bớt đi. Bây giờ bên đây mập quá có chịu không? Đẹp vô cùng đẹp luôn, mặt xinh ơi là xinh, dễ thương hiền mà kiểu mập. Mập quá thì không chịu được chị ơi. Ủa gì tròn được rồi. Nó mập kệ người ta, cộng vô cái tâm hồn của người ta, trái tim của người ta thôi. Mập mất mới gì không thích là đúng sao? Đúng rồi. Không nên nói vậy. Tại vì người ta nói yêu từ cái nhìn đầu tiên không thích làm sao được tâm hồn anh. Hôm nay em tới đây có ai đi theo mình không? Dạ em có đi cùng với lại mẹ. Dạ chào cô ạ. Xin chào Quỳnh Linh. Dạ chào cô. Xin chào tất cả mọi người trong trường quay. Cô thấy bạn trai bên đó là nhắm tương lai làm rể mình được không cô? À, nếu mà để nhìn nhận một con người ngay từ giờ phút đầu rất là khó. Dạ. Cái này cứ để cho các đôi trẻ tự nhìn nhận và theo cái cảm giác phút ban đầu của mình. Dạ. Để mà hẹn hò nhau. Thế còn nên hay không lại do duyên số ấy. Vậy là giờ con gái chịu là mình chịu. Con gái chịu là mình chịu. Dạ. Ngày xưa cha mẹ đặt đôi con người đấy, bây giờ các con nó đặt thì mình cứ ngồi thôi. Dạ. Cô con chấp nhận được không cô? Cô thì chấp nhận được con, còn con cô mới là quan trọng. Dạ. Thôi dù sao cũng qua được cửa ải của cô là mừng con, rồi. Con thì vẫn tin là áo mà không qua khỏi đầu cô. Dạ cảm ơn cô. Coi như cô đã nói vậy, coi như là giờ cô giao cái chuyện mai mối này lại cho con nha. Bây giờ cô qua con coi được không được là con giải quyết luôn. Được. Dạ. Được không là do đây nè nha. Chào chị. Lý sự. Đứng lên coi cao được nhiều. Chắc không. Ôi, được mét bảy. Đứng lên cao hơn tôi. Không có đen cũng được. Ủa anh nói nó nhỏ nó hỏi thiệt. Dạ. Hồi nãy hát là sở trường đó hả? Dạ. Em bỏ sở trường đó luôn rồi. À vậy còn sở đoản là cái gì? Em ít nói khi mà gặp đúng đối tượng. Vậy là bữa nay không đúng đối tượng rồi, nãy giờ nói quá. Em chưa gặp đối tượng mà sao chị nói vậy? À. Thấy chị đẹp không? Chị đẹp nhưng mà có béo. Cái gì? Béo. Đẹp mà béo. Rồi vậy xong rồi, bên đây còn béo gấp đôi chị luôn. À. Tiêu rồi. Buồn không? Không. Sao không? Em đâu tin chị đâu buồn. Chị lừa em. Ghét ghê thiệt. Mày có hình tượng người bạn gái trong mơ là như thế nào không? Dạ có. Sao? Ngoại hình cân đối. Cân đối là sao? Cái từ đó nó phạm trù, nó rộng lắm. Giống như là không mập quá, không gầy quá. Coi như chị là thôi, em không có chịu rồi. Làm như ông đẹp lắm vậy đó. Con mắt cười thì không biết đâu hết trơn á. Chị đang nói em à. Ờ, cái chuyện này trời ơi, như cái môi đàn ông, môi mỏng. Gọi lên người ta Hàn Quốc đó chị. Môi mỏng mỏ nhọn nhiều chuyện. Rồi xong. Lỗ mũi thì xương gãy mấy khúc, gồ ghề. Đặt xe ta béo. Tai nạn chưa? Đúng không? Nói đúng không? Bất mình. Anh nói rút kinh nghiệm là gặp phụ nữ đừng bao giờ chê nha em. Chê là thất bại nha, cho dù cái gì nữa cũng không nên chê nữa. Ừ, nhìn chị cũng hấp dẫn, cũng xinh nhỉ. Nhớ nha. Dạ. Trời ơi, kinh nghiệm anh bao nhiêu năm rồi, không bao giờ anh dám chê phụ nữ, chê tại gặp ta nát hay chưa. Anh đại diện em qua bên kia đi. Tính qua con sao nha. Dạ. Gặp lại cho em coi. Dạ, anh gặp lại. Dạ, em dạ. Trời ơi. Dạ. Dễ thương dữ ta. Dễ thương y như mẹ em vậy đó. Dạ. Thấy chưa, thấy anh Linh lên chưa, ta khen cả hai người phụ nữ luôn, phải như ông đâu nha. Thấy chưa, kêu anh Linh qua chặt chém mà anh Linh qua bảnh khen không à. Sao chặt chém phụ nữ được, anh thấy dễ thương lắm rồi đó. Dạ. Nhưng quan trọng do em thuyết phục thôi nha. Kéo màn lên thôi, khỏi coi đi, coi thất vọng lắm, đừng coi. Trời ơi, chưa gì, từ từ bình tĩnh, đôi khi trong cuộc sống cũng có lỗi lầm chứ bộ. Bỏ cái lỗi đi nha. Dạ bỏ. Quay qua đây xin lỗi tôi trước đi, tôi cho coi mặt. Trời ơi. Em xin lỗi chị. Khó lắm. 2 phút bắt đầu. Chào em. Dạ em chào anh. Nở liền. Dạ. Tặng đi. Tặng em. Em cảm ơn. Anh có chơi thể thao không ạ? Có em. Anh yêu nhất là bóng đá. Dạ. Trời đi ốm vậy đó. Còn em thích chơi thể thao không? Em không biết chơi thể thao nhưng mà em thích con trai biết chơi thể thao. Em nhìn anh có thể thao không? Dạ không. Xấu mà xấu duyên. Nhưng mà mắt anh lại giống mắt em quá rồi. Cười không thích giống. Anh có biết nhậu không anh? À, anh có biết. Dạ. Ừ, anh có thích nhậu. Con gái biết nhậu không? Có nhưng mà đừng nhậu nhiều hơn anh là được rồi. Dạ. Nhưng mà anh đừng có cấm em ở nhà không cho đi nhậu là được. Không cần. Lâu lâu em tính đi. Dạ. Anh rất là tự do em. Dạ. Hai người mỗi người nói một câu gì đó thật tình cảm nào.
Ấn tượng đầu tiên của anh là anh rất là thích em. Dạ. Còn em? Khó nói. Thôi để sao nói đó. Dạ, có gì em sẽ nói sau ạ. Dạ. Thôi hết thời gian rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có ba cái tiếng đếm để quyết định hẹn hò hay không hẹn hò. Dạ. Suy nghĩ thật kỹ ha. Nếu mà đồng ý hẹn hò thì nhấn nút. 3 2 nghỉ 1 hết thời gian. Em có bấm mà. Dạ em có bấm mà. Thử lòng các bạn rồi đấy. Hai người đều quay đó. Ủa em có bấm mà. Bên kia nói ủa em cũng có bấm mà. Ủa sao tôi chê quá trời luôn mà bạn vẫn chọn muốn bấm vậy. Dạ em thấy anh ấy cũng dễ thương. Dạ. Đúng không? Nói vậy thôi dễ thương. Nắm nha tay nhau cái coi gì mà cái hai tay cứ bóp hoài vậy. Dạ. Nắm đi. Dạ. Được không? Sao tay mềm quá. Cảm giác thế nào? Run anh ạ. Run hả? Run là được rồi ha. Có cảm giác run được rồi. Chúc mừng hai bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau. À, tặng cho mấy bạn cặp vé đi xem phim ha. Vô đó rồi từ từ hết run. Cảm ơn. Rồi cảm ơn.